Xin mời tiếp tục ạ, Nguyễn Thị Hoa, Ngô Văn Trung ạ. Còn anh Tiến. Nguyễn Thị Hoa, Ngô Văn Trung thì có mặt chưa? Anh đứng cùng với bé Hàng Tiêu. Trần Kim Dung ạ, cô Trần Phú ạ. Em cũng biết tên nó đâu. Trần Kim Dung, cô Trần Phú ạ. Trần Kim Dung, cô Trần Phú vừa ví rồi, xin lên rồi. Vũ Văn Trí, cô Trần Phú. Nguyễn Văn Hùng, cô Trần Phú ạ. Nguyễn Khắc Hùng, cô Trần Trinh. Phần từ đây tôi còn một giờ nữa là xin mời chị Trần chia sẻ về vấn đề này. Lấy luôn đi. Xin mời tiếp tục ạ. Vũ Thị Ní, cô Lê Duẩn, phải không ạ? Phạm Thị Luyến, cô Trần Phú ạ. Cái điện thoại này của chú ấy nét thật. Điện thoại này. Cái này này. Nguyễn Văn trả thế. Trung. Của chú ấy phải. Hai phải thì đâu, nhưng cháu đang nói là cái này. Cái iPhone của cháu không? Nguyễn Văn 6 lên rồi. Cái màn hình bé. Màn hình bé. Rồi, Nguyễn 6 phải lút đi. Để lên nào mà dùng. Toàn tiền toán của nàng chú ạ. Và Ngô Thị Nương, cô nàng chú ạ. Cô thì nương lên nữa. Cô thì nương cô làm chú ạ. Có bác nào chưa được đọc tên không ạ? Bác nào chưa biết? Bác không khí yếu thì không lấy gạo ở bên dưới. Các bác nào mà già yếu thì lấy gạo ở bên dưới tầng nhé. Ngay tầng 1 ạ. Cháu chỉ dùng đen trắng thôi. Chú tạ kia sinh nhật năm ngoái bạn bè nó gõ lại nó tặng đấy chứ. Ôi, ai một cái gì đã một tài sản thật đối với cháu. Đây chị đứng lên đi một chú không tạo chị ấn phanh cho con.